Xin chào 90 triệu anh em đã quay trở lại với channel Hỏi Sơn IT. Mình là Eric. Hôm nay trong video này mình sẽ chia sẻ tới các bạn một chút về công việc của mình nhé. Cụ thể ở đây thì như nhiều bạn đã biết rồi thì hiện tại thì mình đang làm tại một ngân hàng. Thì trong cái mình sẽ chia sẻ một chút về cái gọi là trong những cái tuần đầu tiên ấy thì mình cần phải học những gì. Bởi vì rằng là cái thời gian đầu đấy các bạn thì chính là thời gian gọi là các bạn sẽ cần phải học cực kỳ nhiều, cũng như rằng là chúng ta sẽ cần phải hòa nhịp và bắt nhịp cùng với cái gọi là cái nhịp độ của cái công việc mà chúng ta đang làm, có phải không? Thì ở đây thì mình đi làm thì bây giờ mình đã sang tháng thứ hai rồi thì mọi chuyện nó bắt đầu vào guồng quay rồi, nó không có gì gọi là quá overwhelming hay nói nôm na rằng là quá tải đối với mình cả. Thì ở đây thì mình sẽ chia sẻ một chút về cái công việc của mình nha. Thì ở đây thì mình sẽ chia ra gọi là nó ở đây thì nó chủ yếu nó xoay quanh hai tuần đầu của mình thôi. Bởi vì rằng là mình tin rằng là sau này các bạn đến lúc các bạn đi làm thì các bạn sẽ gặp, mình tin rằng là sẽ có nhiều bạn sẽ rơi vào tình trạng như mình thôi. Đấy chính rằng là cái task đầu tiên của mình đấy các bạn. Ở đây thì có cái đặc thù đấy chính rằng là khi mình vào cái ngân hàng này ấy, thì mình vào không phải rằng là cái dự án nó đang gọi là quá tải mà nó đang chuẩn bị cho dự án sắp tới, thành ra rằng là mình có thời gian để học hỏi đấy các bạn. Còn như cái ở trước khi vào ngân hàng thì mình có vào một công ty khác thì mình vào phát là mình join dự án mình làm luôn, thì cái đấy gọi là nó lại là một trải nghiệm khác. Thì ở đây thì cái task đầu tiên mình nhận đấy chính rằng là trong 2 tuần đầu ấy thì mình phải triển khai một cái project gọi là theo cái hệ thống của cái ngân hàng đấy, và mình phải triển khai lên UAT, tức rằng là mình phải triển khai lên một cái đường link thật đấy các bạn. Thì mình sẽ cần phải làm cái nhiệm vụ đấy trong 2 tuần. Thì nhiều bạn thì có thể gọi là nghe bảo uầy cái task đơn giản vậy thì cần gì anh phải cần đến 2 tuần. Em nghĩ rằng anh chỉ cần nửa ngày là xong. Thì đúng thật, tại công ty cũ thì mình cần đúng nửa ngày là mình có thể cho một cái project lên UAT, tức rằng là mình phải set up các kiểu con đà điểu thì mình có thể đẩy lên được một cái đường link thực tế luôn. Thì đấy gọi là công ty cũ của mình làm vậy. Tuy nhiên rằng khi mà các bạn sang một môi trường mới ấy, thì các bạn phải biết được rằng là cái hệ thống gọi là tại cái môi trường mới nó hoạt động như thế nào. Thì ở đây thì sau này khi các bạn gọi là làm vào những cái cơ quan, những cái công ty ấy, nó gọi là thiên về tiền ấy, thì cái mức độ bảo mật của nó khá là cao. Thành ra rằng là khi mình làm một cái gì đấy thì các bạn phải xin quyền các thứ thủ tục nó cực kỳ rườm rà. Ví dụ như rằng là mình muốn đẩy một cái project lên UAT chẳng hạn thì mình phải xin cấp phép từ bên vận hành đấy các bạn. Tức rằng là một bộ phận khác nó gọi là nó phải xét quyền cho mình thì mình mới làm được các bạn này. Nó trái ngược hoàn toàn so với cái công ty cũ của mình. Thì ở đây thì mình sẽ chia sẻ về những cái việc mình làm nha các bạn, mà cũng như rằng là mình đã nói với các bạn từ trước rằng là tại sao mà cái job nó ghi gọi là đối với những người như chúng ta gọi là những người ít kinh nghiệm ấy thì nó tuyển như tuyển siêu nhân. Thì ở đây thì cái đầu tiên ấy đấy chính rằng là về công nghệ. Về công nghệ thì cái ngân hàng này thì để rút ngắn thời gian phát triển đấy các bạn thì nó dùng một cái platform có tên là JHipster. Nhiều bạn, nếu bạn nào đã học FPT thì các bạn có thể biết đến rồi. Tuy nhiên rằng là như cá nhân mình chẳng hạn thì khi vào ngân hàng này thì mình mới biết đến công cụ này. Bởi vì rằng là cá nhân mình thì không thích thằng Java, cũng như rằng là mình không thích những kiểu gọi là làm sẵn các bạn. Mình vẫn thích đồ tự làm hơn, bởi vì rằng là khi chúng ta tự làm với các bạn thì các bạn có thể control được nó. Còn khi mà các bạn gọi là dùng đồ có sẵn ấy thì bắt buộc chúng ta phải theo nó và chúng ta phải học cách thích nghi, đúng không các bạn? Thì cái gì nó cũng có một cái trade-off, tức rằng là một cái đánh đổi ấy. Thì ở đây thì với công cụ là JHipster ấy thì các bạn có thể dựng rất là nhanh một cái project gọi là làm web nha các bạn. Thì nó sẽ generate về back-end và front-end cho các bạn. Cụ thể ở đây thì nó sẽ tạo sẵn code cho các bạn về phía front-end. Thì nó sẽ dùng React, bọn mình thì dùng công nghệ React. Còn về phía back-end thì nó sẽ dùng Java. Chi tiết hơn thì về phía front-end thì nó là dùng React Hook và thằng TypeScript cộng với thằng Redux để gọi là quản lý state. Còn về phía Java thì nó dùng Spring Boot. Thì khi mà các bạn dùng thằng JHipster, các bạn có thể, đối với thằng Java thì các bạn có thể gọi là lựa chọn các kiểu database. Các bạn có thể dùng từ MongoDB cho đến các bạn có thể dùng MySQL, cũng như rằng là các bạn có thể Oracle, Postgres, những cái họ nhà MySQL thì nó hỗ trợ rất là nhiều. Cũng như rằng là nó đã làm cho các bạn gần như hết rồi, nó cực kỳ nhanh. Thì khi mà các bạn dùng công cụ này thì một cái project mà chỉ làm các chức năng cơ bản như CRUD thì nó gen hết cho các bạn rồi. Các bạn chỉ cần sửa một tí code thôi là các bạn đã có một project rồi. Hôm sau thì có thời gian thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sâu hơn cái thằng JHipster này. Cũng như rằng là mình thấy một điểm hay nha các bạn, tức rằng là khi mà những người mới bắt đầu ấy, chúng ta muốn có, bạn nào mà muốn học Java ấy, cá nhân mình thì mình đã học Java, mình thấy rằng là nguồn tài liệu chuẩn ấy của nó thì nó rất là ít. Bởi vì sao? Bởi vì rằng là chúng ta sẽ cần phải đọc cái document của người ta thì mới có tài liệu chuẩn. Còn trên mạng thì ông này dạy kiểu này, ông kia dạy kiểu khác, mỗi người một phong cách mà chẳng ông nào theo một kiểu chuẩn cả. Thì khi các bạn dùng JHipster thì nó sẽ generate cho các bạn một bộ khung cực kỳ chuẩn. Thì đấy là cái điểm hay mà mình thấy khi mình dùng cái công cụ này nha.
Thì đầu tiên thì mình nghĩ rằng là mình phải mất khoảng 1 ngày rưỡi đến 2 ngày để mình làm quen với công cụ này. Thì tại sao mà mình đã tốn thời gian như vậy để làm quen? Đấy chính là cái công cụ này thì các bạn sẽ cần phải cài đặt môi trường, đúng không các bạn? Thì đối với ngân hàng nó có một cái điểm dở, đấy chính là khi các bạn làm một cái điều gì đấy thì các bạn sẽ cần phải gọi là nó chặn hết các bạn, từ mạng internet nó chặn cho đến cả cái máy tính đấy các bạn. Máy tính thì nó set up cho các bạn cũng như rằng là nó không cho phép các bạn cài phần phần mềm lung tung đâu. Cái đấy là cái khó khi mình phải làm, thành ra rằng là mình loay hoay mất một hồi mình mới cài được cái register, cái công cụ để generate code này. Thì sau khi mà mình đã cài đặt được thằng register rồi thì mình sẽ cần phải tìm hiểu về JDL ấy, JDL ấy, tức rằng là một cái ngôn ngữ của thằng register hỗ trợ mình tạo nhanh các table đấy các bạn. Nếu như rằng là các bạn học Java Spring Boot ấy thì các bạn sẽ cần phải định nghĩa bằng tay những cái gọi là thuộc tính của model, đúng không các bạn? Thì đối với thằng JHipster các bạn sẽ định nghĩa giống như rằng là khi các bạn dùng các công cụ để migrate đấy, để gọi là hỗ trợ các bạn generate model ấy, thì các bạn chỉ cần định nghĩa tên thôi. Các bạn ví dụ các bạn biết là string là 45 ký tự chẳng hạn, thì khi mà các bạn generate model ấy, nó sẽ tự động nó sẽ thêm những cái gọi là cái những cái cú pháp của thằng Java vào cho các bạn. Thì đấy gọi là cái thứ hai mình phải học, đấy chính là về JDL. Thì sau khi mà mình chỉ cần đối với thằng Java thì mình chỉ cần tìm hiểu hai công cụ đấy thôi các bạn. Thứ nhất là công cụ để gen ra mã nguồn, và thứ hai là công cụ để generate ra cái model để mình có thể tạo được cái table của database. Thì như vậy rằng là mình đã lên được cái hình thù của cái ứng dụng rồi, đúng không các bạn? Thì bây giờ mới đến cái bước hay các bạn này, đấy chính là trong những ngày tiếp theo mình sẽ cần phải tìm hiểu về cái mô hình gọi là CI/CD. Thì đối với cái mô hình CI/CD là gì? CI là viết tắt của từ continuous cái interaction ấy, tức rằng là các bạn tương tác liên tục, và cái từ CD ấy, nếu như mình rằng là continuous cái delivery hay là development ấy, nếu mình nhớ không nhầm là vậy. Còn ý nghĩa của nó đây chính là một bên thì chứ gọi là chứ đẩy code liên tục, và một bên thì nó chứ tự động build liên tục đấy các bạn. Hay nói nôm na rằng là các bạn dùng với GitLab hay GitHub hay rằng là các bạn dùng với Bitbucket ấy, thì các bạn chỉ cần đẩy code lên, còn quá trình build project của bạn ấy thì hệ thống nó tự làm cho các bạn. Thì đấy gọi là nôm na về CI/CD. Thì có một đặc điểm đối với cá nhân mình, đấy chính là trong cái công ty cũ mình làm với các bạn thì người ta không dùng mô hình CI/CD. Thì nhiều bạn nghe đây lại bảo rằng là ôi anh làm công ty gì mà nó lạc hậu đến vậy, nó còn không biết về CI/CD. Lý do không phải rằng là nó không dùng nó không biết về CI/CD, mà lý do bởi vì rằng là các dự án nó phát triển đấy các bạn, nó khá triển nặng. Thì khi sau này các bạn dùng cái mô hình CI/CD ấy, các bạn phải hiểu rõ rằng là nó cũng có cái điểm hay và nó cũng có cái điểm dở. Điểm hay đây chính là các bạn chỉ cần đẩy code lên và project của bạn tự build. Tuy nhiên rằng điểm dở của nó đây chính là theo góc nhìn của cá nhân mình nha. Thì đối với những cái project nặng chẳng hạn, nếu mà các bạn build liên tục ấy, thì mình nghĩ là sập cái con server của bạn. Các bạn hình dung rằng là ngày trước khi mà mình làm tại công ty cũ ấy, một cái dự án nặng đấy các bạn, thì thường là về cuối ngày mình mới build, bởi vì rằng là quá trình build image của thằng Docker thì nó đã tốn khoảng 30 phút rồi. Sau đấy rằng là quá trình để cho nó build lại cái con React của mình mà nó chạy lại đây các bạn, nó build lại code cũng như là con server nó chạy lại ứng dụng các kiểu con đà điểu thì nó mất khoảng 45 phút. Các bạn hình dung rằng là quá trình mình build và để chạy lại một lần nó mất khoảng 1 tiếng rưỡi. Một ngày mà có 8 tiếng thôi. Các bạn chứ build đi build lại thì mình nghĩ chẳng được mấy lần cả. Với một cái đặc thù đấy chính là mỗi lần nó build đấy các bạn thì server nó gọi là nó ăn rất là nhiều RAM, cũng như rằng là cái CPU của nó gọi là nó lên đến 100% đấy các bạn. Thì các bạn hình dung rằng là khi mình build một ứng dụng thì tất cả các ứng dụng còn lại nó bị stop ấy. Thì như vậy thì cực kỳ nguy hiểm, đúng không? Thì đấy là lý do tại sao mà cái công ty cũ của mình nó không dùng cái mô hình CI/CD, bởi vì rằng là nó thấy không cần thiết cũng như rằng là nó tốn quá nhiều tài nguyên cũng như là cái thời gian cho cái việc này. Thì sang cái ngân hàng này thì mình phải làm quen với mô hình CI/CD, cũng là lần đầu tiên mình gọi là phải làm từ A đến Z thôi các bạn. Bởi vì rằng là khi mà các bạn join một công ty ấy, thường thì người ta đã làm cho các bạn hết rồi. Còn ở đây thì mình ở mức độ tìm hiểu đó các bạn, thì mình phải làm sao để gọi là mình thích nghi với cái môi trường này. Thì đối với thằng CI/CD của thằng GitLab ấy thì các bạn biết rằng là bản chất của nó, tức rằng là các bạn sẽ cần phải tạo một cái file để chính là GitLab CI, đúng không? Sau đấy rằng là các bạn đẩy trong project của bạn thì đẩy lên thằng GitLab, nó sẽ tự làm cho các bạn. Tuy nhiên rằng là các bạn sẽ cần phải cấu hình một con gọi là GitLab Runner, con này chính là con CD ấy, để nó đọc cái file GitLab CI để cho nó có thể thực thi ở trong cái project này. Thì đối với ngân hàng này các bạn thì dĩ nhiên rằng là nó dựng cái con GitLab Runner rồi. Tuy nhiên rằng là do cá nhân của mình ấy, nếu mà mình muốn sử dụng lại ấy, thì mình lại phải đi xin quyền các bạn, mình phải liên hệ với cái đội triển khai ấy, thì nó mới cắm cái con GitLab Runner vào cái GitLab của mình. Thì ở đây thì do mình mới gọi là mới bắt đầu thôi các bạn, thì mình không muốn làm điều đấy, bởi vì rằng là quá trình nó quá phức tạp, mà các bạn đang làm một project thực hành thì đâu có cần thiết đâu. Thì ở đây thì mình phải tốn thời gian để mình tìm hiểu cái con GitLab Runner, mình chạy local.
Thì sau khi mà các bạn đã có thể gọi là các bạn sẽ cần phải tìm hiểu về GitLab CI đúng không? Cá nhân mình thì mình mới bắt đầu thì mình sẽ cần phải đặt tài liệu làm sao để có thể tạo ra được một cái file GitLab CI cũng như là viết cú pháp như thế nào này. Sau đấy thì mình sẽ cần phải setup một cái con GitLab Runner tại máy tính của mình để chạy local để có thể đọc được cái file GitLab CI. Thì đấy là bước thứ hai nha các bạn. Thì sau khi mà các bạn đã biết được về GitLab CI cũng như là về cái GitLab Runner ấy của cái mô hình CI/CD ấy thì các bạn sẽ cần phải tìm hiểu về Docker. Docker ở đây thì mình sẽ cần phải build cái image và sau đấy thì mình sẽ cần phải đẩy lên cái Docker Hub của ngân hàng ấy, thì cái này gọi là một cái private repository, tức rằng là một cái Docker Hub gọi là do ngân hàng nó mua lại bản quyền này các bạn, thì các bạn sẽ gọi là không, thay vì các bạn host trên Docker Hub thì các bạn sẽ có một cái hub riêng của ngân hàng. Thì ở đây thì mình sẽ cần phải tìm hiểu làm sao để build được cái project của mình đúng không các bạn? Thì do mình dùng cái công cụ là JHipster ấy, thì nó đã hỗ trợ cho mình build thằng Docker rồi. Tuy nhiên rằng là mình phải, các bạn hình dung rằng là nó có front end là Java, nó có back end là nó có front end là React và có back end là Java cộng với cái database đúng không các bạn? Nếu mà các bạn bình thường các bạn làm cách truyền thống ấy thì các bạn phải định nghĩa cái file Docker file cũng như rằng là Docker Compose để các bạn có thể gọi là build được ba cục này một lúc. Thì khi các bạn dùng một công cụ ấy thì nó đã hỗ trợ các bạn tất cả phần đấy rồi. Nhiệm vụ của các bạn là làm sao để sử dụng được câu lệnh để giúp nó có chạy được thằng Docker đấy. Thì ở đây thì mình phải tìm hiểu cái thời gian gọi là tìm hiểu câu lệnh để có thể chạy được nó các bạn ạ. Chứ không phải rằng là mình tốn thời gian để viết cái thằng Docker file. Ở đây thì các bạn thấy rằng là dùng một cái hệ thống ấy thì nó phức tạp ở chỗ rằng là các bạn tốn thời gian để tìm hiểu. Thì mình mất nguyên một tuần đầu tiên để gọi là làm full được cái mô hình gọi là các bạn chạy được project này, các bạn tìm hiểu về GitLab CI/CD để có thể chạy được này. Sau đấy rằng là các bạn sẽ cần phải gọi là làm sao để build được cái ứng dụng của bạn thành một cái Docker image. Thì đấy gọi là cái bước đầu tiên trong gọi là 5 ngày đầu tiên của mình đấy các bạn. Thì mình chỉ làm điều đấy thôi. Thì đến 5 ngày tiếp theo thì mình phải làm cái gì? Thì trong 5 ngày tiếp theo đó các bạn, nếu mà các bạn build được một cái Docker image rồi thì ứng dụng của bạn đâu có chạy được đâu, chúng ta chỉ có một cái cục gọi là một cái file chúng ta đẩy trên server thôi. Thì bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là cần phải gọi là chạy cái file Docker image đấy. Thì ở đây thì đối với ngân hàng này thì nó dùng cái mô hình gọi là AgoCD và cái Kubernetes đấy các bạn. Thì hai thằng này đấy chính là cái gọi là hai cái đồ của thằng Google. Thì đối với cái công ty cũ của mình ấy thì mình chỉ đơn giản rằng là mình lên server, mình pull cái image về và mình chạy, thế là xong. Còn đối với ngân hàng này thì do nó dùng cái thằng AgoCD với thằng Kubernetes ấy thì mình phải tìm hiểu về hai thằng này. Thì có một cái điểm dở ở đây chính rằng là hai cái, nếu mà nói chính xác ra ấy, khi mà các bạn join một cái công ty nào ấy thì chính xác các bạn sẽ cứ chẳng phải tìm hiểu về những thằng này, bởi vì rằng là nó đã có một team làm hết rồi, chúng ta chỉ cần khai báo cấu hình các kiểu là xong thôi. Còn như mình thì mình không thể tìm hiểu được các bạn, bởi vì rằng là mình không có quyền, mình chả xem cái gì cả. Thành ra rằng là mình phải lên Google, mình search cũng như rằng là mình chạy local xem làm sao để có thể chạy được thằng AgoCD, sau đấy thì làm sao để có thể chạy được thằng Kubernetes. Thì đến đây thì nhiều bạn có thể gọi là cũng chưa biết về AgoCD cũng như là Kubernetes, thì mình sẽ giải thích nhiệm vụ của từng thằng một nha. Cá nhân mình thì cũng là lần đầu tiên mình tìm hiểu thôi các bạn, mình cũng chẳng khác gì các bạn đâu. Gọi là cái thời gian mình tìm hiểu thì mình nghĩ rằng là hơn các bạn 2 tuần thôi, bởi vì rằng bây giờ thì mình cũng chẳng tìm hiểu hai thằng đấy nữa. Thì đối với thằng AgoCD là nó dùng để làm gì? Đấy chính rằng là nó, các bạn thấy rằng là trong cái từ gọi là CI/CD ấy thì thằng Ago này nó có từ CD, tức rằng là nó sẽ làm cái nhiệm vụ gọi là tự động gọi là deploy project của bạn. Thì ở đây thì mỗi một lần mà các bạn build một cái image thành công ấy, các bạn chỉ cần thay đổi version của cái image thôi thì ngay lập tức thằng AgoCD này thì nó sẽ kéo cái image của các bạn về, sau đấy rằng là nó sẽ triển khai lên cái gọi là cái Kubernetes ấy. Kubernetes chính là một cái cụm cloud mà nó giúp các bạn có thể chạy được ứng dụng Docker, thì hiểu nôm na là vậy nha. Thì gọi là cái Kubernetes gọi là một cái công cụ của thằng Google thôi các bạn. Thì sau này thì ví dụ các bạn muốn cân bằng tải này, các bạn muốn gọi là có load balancing này, ví dụ rằng là các bạn chạy nhiều cái ứng dụng một lúc, nếu mà thằng này chết thì chúng ta chạy thằng khác này, cũng như rằng là chúng ta có thể gọi là firewall các kiểu, gọi là tường lửa các kiểu, thì các bạn có thể dùng với thằng Kubernetes thì nó gọi là nó làm hết cho các bạn rồi. Thì ở đây thì mình phải tìm hiểu, mình chạy local làm sao để có thể build được một cái image, sau đấy thì làm sao để có thể là từ thằng Ago mình có thể đẩy lên được thằng Kubernetes. Thì đấy gọi là trong gọi là 5 ngày tiếp theo. Thì dĩ nhiên rằng là nếu mà một mình làm ấy mà để cho chạy lên thực tế thì gọi là mình nghĩ rằng là mình sẽ không làm được đâu các bạn ạ. Bởi vì rằng là các bạn sẽ cần phải gọi là các bạn sẽ cần phải hiểu rằng là dĩ nhiên là mình chạy thì sẽ chạy được, tuy nhiên rằng là ở ngân hàng ấy nó chặn rất là nhiều cái các bạn ạ. Các bạn phải biết rằng là nó lỗi ở đâu, tại sao nó lỗi, thì cái đấy là điểm khó.
Thì ở đây thì khá chi may mắn cho mình thì đến cái đoạn gọi là cấu hình cái thằng Kubernetes cũng như là IOCD thì mình gọi là mình sẽ cần phải hỏi. Thì bên kia thì thú thật với các bạn thì nó đã có form hết rồi, nó cũng gọi là các bạn join một cái công ty nào vậy thôi, nó có form hết rồi, các bạn chỉ cần gọi là thay cái tên của ứng dụng, sau đấy là các bạn thay cái tên image, các bạn ốp vào là nó lên thôi, chứ ai hơi đâu mà ngồi đi đọc từng dòng một, nó cực kỳ tốn thời gian cũng như rằng là nó chẳng giải quyết được vấn đề gì. Thì như mình thì gần đến gọi là gần đến 2 tuần thì mình hỏi trực tiếp với người quản lý mình luôn, gọi là cái bộ này thì các anh làm thế nào, thì người ta cho mình một cái bộ khung và mình chỉ cần thay những cái tham số của mình vào và mình ốp vào, thì như vậy thì nó lên được ứng dụng của mình. Thì đấy gọi là các bạn thấy rằng là 2 tuần đầu tiên, gọi là 10 ngày đầu tiên là các bạn mình có làm gì đâu, chẳng qua rằng là chỉ tìm hiểu hệ thống thôi. Tuy nhiên rằng là việc mà các bạn chạy mọi thứ tại môi trường máy tính của bạn ấy, các bạn được gọi là chọc phá, các bạn muốn gọi là làm cái gì cũng được, các bạn không sợ nó hư ấy thì các bạn mới nhớ được. Còn nếu ngay từ đầu mà các bạn gọi là thao tác với môi trường thực tế ấy, mình nghĩ rằng là các bạn không dám làm gì đâu, bởi vì rằng là cá nhân mình cũng vậy. Khi chúng ta mới làm một cái gì đấy thì lỡ may rằng chúng ta mà thao tác nhầm một cái thì xóa hết dữ liệu một cái thì tự dưng lại chúng ta lại gọi là rước họa vào thân, đúng không các bạn? Thành ra rằng là mình luôn thích gọi là chúng ta có một cái gì đấy của riêng chúng ta thôi, chúng ta chọc phá như thế nào là việc của chúng ta. Thì đấy gọi là về quá trình mình tìm hiểu trong 2 tuần thôi. Thì khi hết 2 tuần này các bạn thì mình bắt đầu join dự án cũng như rằng là mình bắt đầu làm, và những cái mà mình gọi là tự tìm hiểu ở kia thì nó bắt đầu áp dụng thôi các bạn. Tức rằng là bây giờ mình sẽ cần phải tạo một project làm sao mình có thể đẩy lên UAT và mình tự làm tất cả. Thì đấy gọi là cái mình tìm hiểu thôi các bạn. Thì nếu như rằng là mình tin rằng là những cái kiến thức mà mình nêu ở đây các bạn đi làm, thì các bạn khoảng đi làm khoảng 3 năm thì các bạn sẽ gọi là các bạn sẽ học được hết thôi. Còn gọi là nếu tại sao mà ngân hàng nó lại tuyển những người như mình, bởi vì rằng là nếu mà các bạn thuê một người 3 năm ấy thì các bạn biết rằng là cái mức salary của nó thì nó khá chi là cao. Những người mà có thể hiểu rõ hệ thống cũng như là làm từ A đến Z ấy, các bạn tin mình đi, các bạn học một thời gian, các bạn đi làm một thời gian đầu thì các bạn học kiến thức, sau đấy rằng là các bạn đến công nghệ thôi, chúng ta không thể gọi là một lúc rằng các bạn nhét hết vào đầu đâu. Trên đây chỉ là những cái gọi là chia sẻ của mình thôi, còn sau này ví dụ sau khi mà mình không làm ở ngân hàng nữa thì dĩ nhiên rằng là cái môi trường công ty mới thì nó gọi là nó dùng cái gì thì bắt buộc bản thân mình phải thích nghi. Tuy nhiên rằng là mình tin rằng cái chia sẻ của mình thì sẽ hữu ích với các bạn, bởi vì rằng là không phải rằng là các bạn gọi là ngoài kia alone, có rất nhiều người cũng giống các bạn thôi. Cái ngày đầu tiên mình đi làm với các bạn thì cái người quản lý mình ấy ra nói chuyện với mình bảo rằng là anh cho em 2 tuần em triển khai cái này lên cái gọi là UAT cho anh này, thì để làm được thì em phải tìm hiểu cái này liệt kê 5-6 cái. Nói thật với các bạn, lần đầu mình nghe AgoCD, Kubernetes, CICD cũng như rằng là người ta không nói là Kubernetes đâu, người ta nói là K8S cơ các bạn ạ. Tức rằng là mình còn không biết nó là gì cơ, bởi vì rằng người ta toàn viết tắt thôi các bạn ạ. Viết tắt thì khi mà các bạn tìm hiểu về nó thì các bạn biết rằng là K8S ấy, bởi vì rằng là cái từ Kubernetes ấy, giữa chữ K và chữ S nó có 8 ký tự, thành ra rằng là nó viết tắt là K8S. Các bạn nghe lần đầu gọi là K8S cũng như rằng là model C4 model ấy, C4 ấy, tức rằng là cái mô hình để phát triển một sản phẩm. Nói thật với các bạn toàn là lý thuyết không thôi, các bạn nghe chỉ thấy choáng. Thì ở đây thì lần đầu tiên ấy, cái hôm đầu tiên thì mình về nhà mình mới nghĩ, uầy chết dở rồi, quá nhiều thứ mình phải học, không biết rằng là mình có làm được không. Thì mình nghĩ rằng là trong thời gian ban đầu ấy thì ai cũng có cảm giác đấy thôi, thì các bạn cứ từ từ, mọi thứ thì chúng ta cứ tích lũy từ từ thì nó sẽ qua hết thôi. Thì trên đây chính là cái chia sẻ của mình cũng như rằng là một cái để mình nhớ để sau này gọi là mình nghĩ rằng là đây cũng chỉ là cái thử thách đầu tiên của mình thôi. Còn sau này thì đối với channel Hỏi Sanity, nếu có thời gian thì mình sẽ chia sẻ kỹ hơn về từng cái công nghệ của mình học, bởi vì cá nhân của mình cũng vậy thôi các bạn. Đây chính là cái thời gian mình học lại hoàn toàn mới, thì các bạn yên tâm đi. Ví dụ như rằng là với Java thì mình gọi là bây giờ mình phải gọi là quay lại với thằng Java, cá nhân mình thì không thích thằng Java. Cái thứ hai đấy chính là về TypeScript thì mình bắt đầu phải gọi là bắt đầu thích nghi với thằng TypeScript. Mình cũng không thích thằng TypeScript bởi vì rằng là nếu bạn nào học Java thì các bạn thấy rằng TypeScript nó giống với thằng Java thôi. Thì đây gọi là về những cái mình sẽ cần phải trải qua thôi. Thì hy vọng rằng là trong video này các bạn sẽ tìm thấy điều gì hữu ích cho chính bản thân của bạn. Thì ý kiến của bạn là như thế nào? Các bạn có thể cho mình biết bằng cách comment bên dưới video này nhé. Nếu các bạn thấy nội dung video hữu ích, đừng quên like, share cũng như bình luận bên dưới video. Nhấn nút đăng ký kênh và bật thông báo để nhận những video mới nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.